Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. Ây yo, xin chào anh trở lại với kênh của mình. Hôm nay chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense nha anh em. Hôm nay mình sẽ review cho anh em coi một cái bộ quân lính ở trong cái game này anh em ạ. Tại sao nó bộ quân lính? Tại vì cái này là nó đủ hết từ cái chứ là đủ hết nguyên cái bộ mà của cái game luôn anh em ạ. Từ anh đồng mà tới cái anh hết đấu luôn. Thì mình đang nói ở đây là cái gọi là bộ unit mà thưởng dành cho những anh em mà chơi PvP anh em ạ. Ngày xưa tôi kêu anh em đi PvP nhiều lên lấy những unit xịn mà không anh em nào đi á anh em ạ. Thì đây là cái bộ unit mà anh em đã đánh mất trong cái lần này anh em. Nó sẽ có 6 cấp bậc, như là đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương và cuối cùng là con thách đấu anh em, hay là cao thủ đó cũng được anh em ạ. Anh em muốn gọi sao anh em gọi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng coi thử coi là nó là những con nào anh em. Nhất là chúng ta sẽ có copper. Copper ở đây có nghĩa là đồng anh em ạ. Bosen chứ mình nhầm. Copper là gì ta? Bà mẹ. Nói chung là Bosen đi anh em. Bosen ở đây. Đấy thì chúng ta sẽ có là Bosen là Powerful. Con này thì nó sẽ là cái rank mà hấp nhất dành cho những anh em là không cày cũng có. Tiếp theo chúng ta sẽ có là Silver. Silver ở đây là ganh bạn nhưng mà Silverlight. Con này là con đô đốc gì ở trong One Piece đó anh em. Mình làm biến quá mình không có suy nghĩ nữa đâu anh em. Tiếp theo chúng ta sẽ có là con Gon. Gon ở đây là chúng ta sẽ có là Gon Tá Sư hay là Gon Ná Sư đó anh em ạ. Nhìn nó màu vàng vàng khá là xịn. Sau đó chúng ta sẽ có là con Platinum. Platinum ở đây là con Iki 5 sao, con Iki mà mới nhất. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là con Diamond. Diamond thì nó sẽ là cái con Gohan nha anh em ạ. Trong video mình sẽ nói lộn nó là Go, nó sẽ là Chen nhưng mà tí mình sẽ edit sao anh em. Đấy và cuối cùng là chúng ta sẽ có con hết đấu là cái con Challenger Flame Tiger, cũng là cái mức độ hiếm cao nhất 6 sao anh em ạ. Rồi thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng vào video để thử coi là những cái con này nó có xinh đẹp tuyệt vời các kiểu hay không anh em. Rồi bắt đầu video thôi. Bạn cần mua robot giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k robux. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ cày thơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Rồi anh em ạ, thì hiện tại là quay thứ 16 và mình đã gọi là xong xuôi hết nha anh em. Thì trong lúc mà gọi là ngồi đây úp quân á anh em thì mình phát hiện một cái khá là hay của Bulma này anh em ạ. Thì trong con Bulma này anh em thì nó sẽ không, ngay đây nó sẽ không hiện là đam mà không nữa anh em ạ. Sau đó nó sẽ hiện là cast per way. Và cũng như là khi mà anh em nâng cấp lên anh em thì nó sẽ cộng cho anh em là, nó sẽ hiện đây là cái chỉ số này mà. Thì cái điều này mình thấy khá là thú vị nên là muốn quay video mình nói cho anh em sơ cái này. Đây sẽ là một cái gọi là cho mấy anh em newbie biết được là những cái con bút tiền thì nó sẽ nâng cấp lên nó sẽ có giá trị như thế nào. Đấy thì mình đang phân vân không biết là cái con Nami thì khi mà nâng cấp lên nó có hiện ở trong đây hay không. Thì nếu mà có hiện thì nó sẽ tốt quá, vừa có cái chỉ số khách vào quay tăng tiền mỗi quay còn thêm cái lượng đam nữa thì nó sẽ đầy đủ hơn. Rồi thì nói chung là cái này là một cái hay ho của cái game chúng ta mới update. Bây giờ mình sẽ cùng review từng con anh em. Thì trước tiên là mình sẽ cho anh em coi đó chính là cái con Bosom chứ, cái con mà ganh đồng anh em, mà ganh mà mấy thằng hạ đẳng không đi cày cuốc có anh em. Rồi đặt con ganh đồng đi em. Đấy ganh đồng đặt ngay đây đi. Đấy, để cho anh em coi thử coi là nó có phải là đồng nát không nha anh em. Đâu 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 con ganh đồng là con con này là con copper anh em ạ. Đúng là copper này là màu ganh đồng anh em. Và con on mai của chúng ta thì nếu dựa trên chỉ số này là nó sẽ không có một cái gì đó khác biệt với cái con mà bình thường anh em ạ. Tại mình nhớ con on mai này chỉ số nó sao anh em ạ. Mình đã từng nâng một con on mai lên cấp 80 và mình còn nâng thêm một con on mai mà quần hoa lên cấp 80 nữa, mình nhớ chỉ số này. Rồi thì nâng cấp lên mắt cấp đi em ơi. Rồi chúng ta sẽ gọi mình nói mình quên cái vụ mà bật hiệu ứng đó ta. Đấy, để coi thử coi là thanh niên ganh đồng này nó có gì khác biệt không hả anh em. Không khác biệt nhiều lắm đâu anh em ạ. Nói chung là cái cơ thể của cái on mai thì nó sẽ tỏa sáng cái màu đồng lên. Đấy và anh em có thấy được là có một cái hào quang mỏng mỏng sau lưng. Và cái vụ mà hào quang này thì nó cũng có từ cái con on mai cũ rồi. Con mai cũ chúng ta thì nó sẽ tỏa hào quang mà màu vàng. Còn con này thì nó tỏa hào quang màu đồng nát. Rồi ok, giờ xong một con em ạ. Bây giờ mày sell đi, tới anh đặt những cái con chuyện trời khác nào. Đấy thì tiếp theo chúng ta sẽ có là cái con ganh bạc anh em. Hấp dẫn anh em. Nhìn có vẻ rất là chiến anh em ạ. Đây là cái con ganh bạc của chúng ta anh em. Phải nói là
đỉnh anh em ạ. Nhìn nó đỉnh thiệt á anh em. Cái màu này nó đúng là cái màu bạch kim hơn em ạ. Mình nói thật thì mình cái này mình nhìn nó giống bạch kim hơn, nhưng mà nó được nó màu này nói chung là cũng được anh em. Một tí chúng ta hãy đặt cái màu kim, chúng ta sẽ so sánh thử coi là nó có giống hay không. Thì cái màu bạc này nó đẹp anh em ạ. Và khi mà chơi chiêu thì anh em có thấy được là cái hình của chúng ta sẽ mờ mờ lại, hiện lên cho chúng ta là cái áo mà của người Nhật anh em. Mình không biết gọi là áo gì nữa, cứ gọi là áo đi, áo của Nhật đi anh em. Đó, áo nó sẽ mờ mờ lên cái màu tím anh em ạ. Nhìn khá là giống bản gốc. Lượng đam này là lượng đam 43 hả? Để nâng max cấp thử coi, tại mình không nhớ lượng đam cơ bản của ông ta là bao nhiêu. 600 mấy, vậy là hình như là cái này là mình như là normal đó anh em ạ. Nó y hệt cái normal luôn anh em ạ. Cái tuyệt chiêu của ông này thì sẽ là gấp 3 lần cái lượng sát thương của ông ta nghe anh em. 6 giây đánh lần, lâu quá không dùng cái này, mình cũng không nhớ chỉ số là bao nhiêu, nhưng mà cái này hình như là khá là cơ bản anh em, khá là giống cái phiên bản bình thường của ông ta. Rồi thì sử dụng tuyệt chiêu thôi, cho anh em coi nè. Đó, sử dụng tuyệt chiêu thì mưa thiên thạch rơi xuống. Nếu mà đúng, nếu mà đẹp hơn thì cái mưa thiên thạch này nó nên là màu bạc anh em, nhìn nó sẽ đỉnh hơn, mà thôi kệ đi. Vậy là mình thấy là nó cũng ổn anh em ạ. Thì cái con này nó cũng sẽ có phát một cái hào quang ngoài sao anh em, đó là hào quang cái màu bạc này. Bây giờ mình sẽ sell con này nghe anh em. Chúng ta hãy cùng đến với gọi là đã Natsu. Natsu của chúng ta đặt ra nó có cái điểm khác biệt rõ rệt luôn anh em ạ. Natsu là một cái con mà ranh vàng anh em. Ranh vàng thì cái lượng mà tài nguyên, cái lượng cúp cơ bản mà anh em muốn có được cái con này là khoảng 8 khoảng 340. Đấy, mình thì 300 mấy nên mình không nhận được anh em ạ. Rồi, đây là con Natsu ranh vàng của chúng ta. Natsu ranh vàng thì anh em có thấy được là cái cánh của chúng ta nó cũng sẽ màu vàng nốt, và nó sẽ hơi mờ nhạt một tí anh em. Nói chung là anh em có thể nhìn cái con này khá là giống cái phiên bản bình thường, nhưng mà nó được sơn cái màu vàng đậm đà hơn. Đó, và như thôi, chỉ có như thôi anh em. Con này thì nâng cấp lên không có thay đổi quá nhiều nữa, là mình nghĩ là mình sẽ nâng nhanh cho anh em coi luôn nhé. Có hơn đam anh ơi. À, con này 100. Trời ơi, cái con mình nó cấp 4 này mà nên mà không nhớ được cái lượng đam nhiêu. Thôi mình cứ nâng max cấp đi anh em. Tại nâng max cấp thì mình sẽ rõ hơn đam anh em. Hơn đam thật anh em ạ. Tại cái con mình nhớ được cái con cấp 10 của mình, có cái con cấp 10 của con này thì cái lượng đam nó không có bằng 500 mấy vậy đâu anh em. Nên là cái này là nó sẽ có lệch đam anh em. Vì theo mình đoán là nó sẽ lệch khoảng 10%. Tại vì mình đã thử mấy cái khác nên mình biết là nó sẽ có lệch, nhưng mà nó là con này mình đoán lệch 10% là mình nghĩ là nó cũng đúng đó anh em. Rồi thì chúng ta hãy cùng bỏ qua thanh niên này nghe anh em. À, ok, hãy bỏ qua thanh niên đi. Bây giờ chúng ta sẽ tới thanh niên gọi là bạch kim của chúng ta. Đấy, thanh niên bạch kim của chúng ta. Thì trước khi mà chúng ta gọi là nghe nhìn cái thanh niên bạch, cái review cái thanh niên bạch kim này, thì chúng ta hãy cùng đặt ra so sánh thử coi là hai cái màu này nó có tương tự nhau hay không nhé anh em. Đó, bà mẹ nhìn nó nói thật thì dựa trên mà con mắt của một cái người bác sĩ với mình thì mình đoán là hai con này nó nhìn nó không có khác biệt nhau đâu anh em ạ. Đây thì đây là hai cái màu nè anh em. Nếu đúng hơn thì cái màu, nếu mà mình nhìn kỹ thì cái màu của con màu bạc đó anh em nó sẽ sáng hơn so với con này. Con này thì hơi đục hơn một tí xíu anh em ạ. Thì dựa trên mà cái hiểu biết của mình thì cái platinum chắc chắn là sẽ đắt hơn cái bạc anh em ạ. Nó gọi là vàng trắng mà, nó sẽ hiếm hơn bạc, nhưng mà ở đây thì mình thấy là cái con này nó phải nói là nó hơi su cà na, hơi xấu một tí xíu. Rồi thì bỏ qua để đi, chúng ta hãy cùng nâng cấp anh em thanh niên này lên thử coi. Max cấp thì nó sẽ có cái điểm gì đặc biệt nhá anh em ạ. Đây, nâng lên max cấp anh em ạ. Thì đối với cái anh platinum này thì để mà sở hữu được thì anh em sẽ cần nó hình như là mình nhớ là lên khoảng 300 là vàng. Cái platinum này hình như là 550 điểm thì anh em sẽ lên được anh em. Đấy, thì cái lượng đam của anh ta thì cũng hình như mình thấy là cũng không có khác biệt lắm. Thật sự mấy con yếu này mình không có nhớ đam nữa anh em ạ. Mấy con này xưa cổ lắm rồi, mình không nhớ được cái lượng đam của cái thanh niên là bao nhiêu, nhưng mà mình cảm giác như là cũng đẹp chứ không phải là không đẹp anh em. Đó, thì nói chung là thanh niên đẹp, nhưng mà cái lượng đam này thì không có lệch mấy anh em. Con này thì tôi nghĩ là dùng để đi trade, để gọi là làm màu cái kiểu thôi, chứ cái giá trị mà phòng thủ nó không cao anh em. Vậy em thôi, chúng ta cứ bỏ qua đi, chúng ta sẽ tiếp với con chân nha anh em. Đây là con chân, đây là con chân và đây là con chân nha anh em. Tôi nhắc lại 3 lần cho anh em nhớ. Thì khi mà chúng ta nhắc 3 lần một cái gì đó thì nó rất là quan trọng anh em ạ. Đây là con chân 5 sao mà được sơn màu nha anh em, nó không phải là Goku nha anh em. Who the fuck nói con này là Goku, nói đưa đầu vô tôi đá mấy cái khôn lên anh em ạ. Con này là Goku nhé. À, chết rồi, con này là chân nhé anh em. À, mẹ xém xíu tự đá vào cái đầu anh em ạ. Thì dựa trên cái kiến thức của mình thì con này nó sẽ không thể nào gắn được, con này chắc là sẽ gắn được ốp anh em ạ. Hồi nãy mình quên gắn ốp cho con này. Đấy, thì nếu mà chúng ta gắn ốp được cho cái thanh niên này thì chắc chắn là thanh niên này sẽ mạnh hơn những cái con unit khác anh em. Và mình hãy coi thử coi là đúng cái lượng đam này hình như là có lệch so với cái con mà chân nha anh em ạ. Tại mình nhớ cái con chân cấp 80 của mình thì cái lượng đam nó khoảng 6 cái mấy thôi. Con này mới cấp 36 thôi mà nó đã có được cái lượng đam là 5k9 rồi anh em ạ.
lượng đam khá là tuyệt vời. Để cùng coi sơ qua bên anh ta thử coi là nó có gì gọi là đẳng cấp hay không nhé anh em. Cái màu này phải nói là nếu mà anh em chúng ta chỉnh cái đồ họa nó thấp một tí xíu thì sẽ nhìn thấy cái màu tóc này nó đẹp hơn. Đấy, mà chúng ta nếu mà chỉnh cái đồ họa mà nó cao quá thì thành ra là cái màu tóc này nó sáng quá anh em, nhìn cứ như cái màu neon vậy, nó sáng quá sáng làm cho không có nhìn được anh em ạ. Thì đây là cái rank kim cương anh em. Để có được cái rank kim cương này thì anh em mình đã phải chiến đấu lên khoảng là 900 cúp. Đấy, 900 cái điểm đó thì mình hay gọi là điểm cúp anh em ạ. Thì cái màu này nó cũng đẹp anh em. Chiến gia nó chiến đấu đưa lên mà 900 đó là thằng em mình tốn phải là 3-4 ngày á, không ít đâu anh em. Nó là nói chung là những cái thứ gì mà anh em đánh đổi bằng gọi là xuyên máu thì anh em sẽ nhận được cái thứ đó là ngon nghẻ. Rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với con gọi là Rengoku anh em ạ. Rengoku của chúng ta thì nó sẽ có một cái màu đỏ gọi là màu đỏ rất là đậm đà luôn anh em. Nhìn nó rất là máu chiến anh em ạ, máu lửa anh em. Con Rengoku này nó sẽ có lượng đam lệch hơn so với con Rengoku cấp 46 kia anh em ạ. À, tại sao mình biết hả? Tại nãy mình có test rồi mình biết anh em. Cái con này mình nãy mình so hai con cấp 1 nha, mình thấy là cái lượng đam nó là có cái sự chênh lệch anh em ạ. Rồi thì cấp 46 nó tăng cho chúng ta là 8000 đam. Cái lửa của chúng ta nhìn nó khá là cao thủ ha, mệt quá, cao thủ hay là hách đuối cũng được. Đây. Đó thì đây là cái màu của nó anh em. Kể cả thanh gươm của anh ta nó cũng gọi là bị cháy đỏ luôn anh em ạ. Đó, nhìn nó rất là đẹp, rất là giống với phong cách của con Rengoku này. Nếu mà người ta mà không biết, người ta để làm cái click ban anh em, click bet á, kiểu như là dụ anh em bấm vô, người ta sẽ để là con này 6 sao 7 sao đó. Đó, anh em nhìn là anh em khoái liền, vô bấm liền. Còn mình không nói như vậy, con này là cái con mà anh em gọi là phải lên ganh cao thủ hay là ganh thách đấu cũng được. Đấy, gần khoảng 1001 cái điểm mà ở trong PvP thì anh em sẽ nhận được con này. Đấy, một cái màu đỏ rực lửa, cái lửa đỏ nghe rất là đẹp anh em ạ. Có một điều là mình thấy là cái lửa dưới chân nó cái màu nó không đồng bộ anh em, nhìn nó cháu anh em mà thôi kệ, nhưng mà cái điều đó là mình cũng bỏ qua đi ha. Tại nhà phát hành người ta làm có thể là người ta sơ xuất đó, anh em có thể nhìn từ xa anh em có thể thấy được là hai cái màu này anh em nó không có đồng bộ, anh em nhìn nó hơi khó chịu tí xíu. Một người mà ưa chuộng cái chủ nghĩa hoàn hảo mình thì cái điều đó là nó mình không có ưng anh em ạ. Rồi bây giờ thì hãy cùng sắp xếp những cái con này dàn ra hết để thử coi là cái binh đàn của chúng ta nó sẽ có cái vẻ đẹp beautiful thế nào nhé anh em. Rồi thì cứ đặt cái con anh đồng ra đi, rồi xong anh sẽ dàn nó ra thêm để coi nó như nào. Đấy, đặt ở đây nè, đặt ở đây nè, giờ anh kéo ngang qua là được. Đấy, rồi anh em hãy cùng coi thử coi là những cái con của chúng ta thì nó sẽ toàn bộ nó sẽ như nào. Ôi trời ơi, chúng ta đặt đâu đặt đi. Đấy, rồi ok, mình sẽ xoay cái con này đi. Cái nút xoay là cái nút R nha anh em. Có nhiều anh em hỏi mình lắm, mình để chụp hình mà mình thì cũng hay làm cái này, tại mình phải làm cái thumbnail YouTube nữa nên phải làm cái này anh em. Rồi vậy là tất cả những con này anh em ạ. Đó thì để mình tắt cái hiệu ứng cái nghe anh em, để cho anh em coi toàn bộ cái gọi là cái binh đoàn của chúng ta nó sẽ như nào anh em ạ. Trời ơi, thằng em tôi nó đặt hai cái con on win vô, nó che mất cái tầm nhìn của tôi anh em, nhìn hơi khổ anh em ạ. Rồi thì để mà mấy con này mà nó nhìn nó beautiful nhất thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải hạ đồ họa xuống phân nửa anh em ạ. Đấy, hạ graphic xuống phân nửa thì cái màu sắc của nó sẽ óng ánh hơn rất là nhiều anh em ạ. Ấy, mặc dù là mình biết là cái graphic là nó kiểu như là tăng cho chúng ta cái độ mà sắc nét của cái này, nhưng mà có vẻ như là sắc nét nhiều quá thì nó thành ra nó nhìn nó không có rõ anh em ạ. Đấy, sắc nét nhiều quá mà nhìn không rõ, nói chung là nó hơi đần độn mà anh em cứ hiểu cho mình là nếu mà hạ chúng ta gì thì cái màu sắc nó đủ đẹp hơn anh em, còn khi nó sáng quá nhìn không đẹp anh em. Rồi như vậy là chúng ta đã thấy được toàn bộ gọi là 6 cái unit ở trong cái này nha anh em. Cái lượng đam của nó thì cũng không có thay đổi gì so với những cái con cũ ở đâu, nên là mình cũng lười bút đam bút rang cho anh em coi, nhìn nó đâu khác gì cũ đâu anh em. Nên là thôi nhé, anh em muốn coi bút đam bút rang thì anh em cứ lấy cái số mà đó anh em nhân 3 lên là được anh em ạ. Những cái con này thì nó khá là có giá trị trong trade, thì mình không biết là những cái con mà kiểu đồng bạc thì giá trị trade nó vứt, còn kiểu bạch kim cương với lại cái cao thủ này nè anh em, chắc là trade sẽ được rất là được giá anh em. Thì cái biến động thị trường chắc chắn là sẽ có thay đổi khi mà những cái unit này vào anh em ạ. Rồi thì bao nhiêu đó thôi, chắc là cũng đã hết cái video của mình rồi anh em ạ. Cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác nhé. Giờ thì bye bye. Hình như mấy ông xem video của tôi mà không sub cho tôi thì phải. Sub cho tôi đi mấy ông. I'm gonna burn it down.